tất cả mọi người để chờ à, chúng ta quay trở về làm bà mẹ bỉm sữa cho nên thành ra ok được rồi. Tôi mê áo dài lắm thưa quý vị, tôi rất là mê áo dài. Rồi, đúng không? Dạ, dạ, đúng okay. Rồi. Đây chính là hình mẫu của bà mẹ bỉm sữa còn gì nữa. Đây, sau khi chúng ta đi ra ngoài đường đúng không? Chúng ta thấy lộng lẫy bao nhiêu đúng không? Đến khi chúng ta quay trở về nhà đúng không? Dép có thể vứt ở ngoài đúng không? Mang một đôi dép rất là kiểu búp bê như thế này đúng không? Xong rồi chúng ta sẽ phải mang tập về vào. Tại vì lúc chúng ta không có đủ thời gian để thay đồ nữa đúng không? Đó. Chính xác là như vậy. Chị mà như đây là nhân vật mà từ hồi đầu tiên chị ngồi chương trình này cho tới bây giờ là áo dài đúng không? Đúng rồi. Nên hồi nãy chị bị sốc phản vệ em biết không? Mình hãy giới thiệu mình với khán giả đi nào. Xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Cháu với Mẹ Bỉm Sữa trên HTV7. Mình là gọi là nhà văn từ hơi quá, mình chỉ là tác giả thôi. Mình là tác giả Uyên Bùi. Cái hành trình bỉm sữa của chị đã được bắt đầu bằng cái dấu ấn là mình biết tin mình mang thai rồi. Thì cái thời điểm đó nó như thế nào? Thời điểm đó kỳ cục lắm. ngoài ý muốn. Hồi đấy là chị sống chung thôi, sống chung với lại bạn người yêu ấy. Thế thì bảo là thôi bây giờ mình sống chung với nhau cũng đủ lâu rồi, giờ chuyển qua kiểu tiến hóa mà kiểu qua cấp độ cao hơn đi, giờ có nâng cấp mối quan hệ, đúng rồi, nâng cấp mối quan hệ, bây giờ từ level làm kiểu người yêu bây giờ làm bố mẹ đi cho nó vui. Thế kiểu ok là bố mẹ, thế bảo là dâng lên kế hoạch nữa, nó chơi game hả? Đúng rồi, xong rồi nửa năm nữa có con thì trẻ ra là đợi nửa năm nữa có con, thì lúc đấy mình hãy ngưng uống thuốc, tại vì lúc đấy đang uống thuốc tránh thai theo tháng để cho chắc hết. Ngưng trước thì làm sao biết được, tại vì mình được uống thuốc cũng tương đối lâu rồi, không biết được là mình có thể dính bầu ngay hay không. Chưa kịp tiêm phòng, chưa kịp làm gì hết, ngưng thuốc tháng trước, tháng sau dính bầu, tháng sau dính bầu. Cái này giống như chơi game mà bắt được cục kim cương cái nó lên bồ lên luôn vậy đó. Hoạt động hơi mạnh mẽ. Lại còn thế này cơ. Năm 2012 á, cái năm đấy là con rồng vàng, mọi người đi săn rồng. Xong rồi mọi người cứ bảo chị cũng đi săn rồng, kêu không chị bị sụp hố. Chị nhớ là ngày hôm trước là cái ngày mà biết tin đã có. Thì lại là ngày 2 tháng 1 2012. Tại vì ngày hôm trước là ngày 1 tháng 1 2012, vẫn còn đi ba, vẫn còn uống cốc theo. Bình thường thì là kỳ kinh nó rất là chuẩn á, thành ra chỉ cần trễ một ngày thôi. Mà ở biết không, cái cảm giác mà cái bản năng làm mẹ nó rất là tốt á. Không hiểu tại sao sáng hôm đấy thức dậy rất là sớm, ngày hôm trước vẫn còn tung tăng mà bay gắn mang quốc cao lắm thầy. Hôm sau chạy ra hiệu thuốc mua một cái quai quýt. Nhưng cái tín hiệu nào mà chị quyết định đi ra mua que thử? Tại vì hôm trước lúc mà chuẩn bị đi về á, tự nhiên đang đứng nó có cảm giác bồng bềnh, đúng rồi, nghĩa là nó trao đảo một cái giống như kiểu là bạn bị say sóng á. Nó chỉ có một cái nhà máy rất là nhanh như thế thôi, tại vì mình uống nước ngọt, tại sao mình say được. Sáng sau mình mới nhận ra là mình bị trễ kinh một ngày rồi. Thường thì người ta trễ kinh một ngày người ta không có xoắn lên, mà bồ còn đang ngủ lặng lẽ bò ra ngoài pharmacy, chị bán cho em một cái que thử thanh nhanh. Xong rồi lặng lẽ bò về nhà, xong rồi lặng lẽ chui vào trong toilet, xong rồi đến lúc nhìn cái que hai vật biết cảm giác nào không? Nó rung như thế này. Lý do tại sao rung chị? Tại vì không có sẵn sàng cho chuyện đấy. Nó ấp đáp nhanh quá. Nửa năm sau mới có con, tại vì lúc đấy mình vẫn chưa sao, mình còn chưa tiêm phòng chưa gì cả. Nó giống như kiểu trên trời rớt có bọt xuống đầu mình á. Xong rồi cầm cái que rung như thế này nè, tiên không? Mồ hôi nó tứa ra. Tiêu đời rồi đấy. Lúc đấy bạn bồ còn đang ngủ, nó bảo anh và đứng xa lắm. Khi mình tụt bên kia, mình đứng tụt phía bên này. Anh gậy đi, em có chuyện cần phải nói với anh. Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ. Em lại đây. Lại đây đâu mình nói. Không, em phải đứng đây em nói. Thế cho hỏi, từ lúc quen nhau đến tại thời điểm đó có bao giờ bắt đầu một cuộc nói chuyện với cái tâm thế như vậy chưa? Đấy là lần đầu tiên. Trời, kiểu hèn chơi giọng rất ngơ ngác. Đúng rồi. Kiểu bình thường là muốn nói chuyện gì là sẽ rút kiểu là làm con mèo con rút xong rồi mới nói chuyện tụi tao gì. Anh ơi em có chuyện thôi. Thằng này là mặt rất là nghiêm trọng. Tay cứ giấu đằng sau, bà có chuyện gì? Bảo em có chuyện rồi. Xong rồi ông nhìn bộ hồi ông nhìn chứ. Có còn không? Hai vạch rồi giờ làm nào? Chị, lúc đó chị đang hình dung chị muốn phản ứng của anh người yêu như thế nào với một nhà văn. Chị đi ra trước, chị có cảm giác duy nhất thôi là tay chân run lại bẫy, xong mồ hôi cứ thế nó tuôn ra mà mình run ấy. Bồ rất tỉnh mơ, có con thì núi. Rất tỉnh, lại đây với anh. Con nhỏ bò tới đúng nghĩa của con mèo. Chứ mình nuôi thiệt hả? Thì nuôi. Thì đằng nào cũng phải có con mình mà mình nuôi thôi. Đấy, em mới thấy rằng là phản ứng của đàn ông buồn cười lắm. Cực kỳ dứt khoát, cực kỳ nhanh gọn đúng không? Không, tại vì nam giới không, thông thường họ sẽ giải quyết vấn đề dựa trên cái chung, đi ở cái phổ quát trước. Cho nên đúng là công thức, ủa có con thì sao, có con thì đẻ xong thì nuôi. Đó là cái câu chuyện nó rất chung. Nhưng phụ nữ mình bỏ qua cái vỏ đó, bắt đầu mình rồi có bầu người sao, người phá tướng, người sữa đâu, người ai nuôi nó, người ba nó có thương nó không. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu tập trung vào chi tiết và nó làm cho phụ nữ trở nên lo lắng và bất an nhiều hơn. Đó.
trong cái quá trình mà mình mang bầu mình thay đổi như thế nào về cơ thể của mình cũng như là tâm sinh lý, chị có thể chia sẻ nhiều hơn không? Có một câu mà kinh điển luôn mà bạn bồ sau này bảo con nói, ngày hôm trước còn đi ba quẩy, ngày hôm sau đó thành bạn hiền rồi. Đi đâu cũng rón rén, kiểu một khi mà biết mình mang bầu tự nhiên trở nên rất là rón rén. Là cố tình hay là tự nhiên cái toàn bộ hành vi? Đúng là toàn bộ hành vi nó thay đổi một phát bộ luôn. Giống như kiểu lật mặt á, ngày hôm trước vẫn còn đau đầu một chị rất kiểu mặc đồ cặp trễ đi ba, xong rồi vẫn còn kiểu ho nhảy nhót, ngày hôm sau lật mặt, em trở thành bà mẹ rồi. Em phải dịu dàng, em phải đi nhẹ nó khải cười duyên, xong rồi em phải ăn những thứ này. Từ một nữ hiệp giang hồ chuyển thành lệnh ý Hoàng Quý Phi nghe lập tức đi, phải rón rén. Em không biết là từ lúc mà em biết em có bầu, một cái là cái phản xạ của em khi mà em đi hoặc là em thấy ai gần tới mình hoặc là em làm gì, mặc dù bụng chưa bự, thì cái phản ứng của em là em đưa tay lên để em giữ lại, em sợ người ta va. Đó là sự kỳ diệu của não bộ á, chỉ huy toàn bộ tất cả những thứ mà cơ thể của mình đang có. Vậy là bạn trai có bị sốc không? Hai bạn đều sốc, tại vì là chị bị chưa kịp tìm hiểu, không có biết rằng là con người ta sẽ trải qua những chuyện ngán gì. Thường thì xem phim mà sẽ thấy kiểu ngán là kiểu ọe gần chết thôi, chứ kiểu ăn cái gì cũng không được thôi. Thì đó là ngán. Hóa ra trên đời này có 1 tỷ cái ngán. Đúng rồi. Bởi vậy mới phải mời nhiều khách mời tới đây để chúng ta nghe được 1 tỷ câu chuyện. Rồi. Thế thì mình nghe ngủ, một ngày có thể ngủ như một con, biết con lười không, biết con slot không? Nó là một con có thể nằm cả ngày và nó ngủ thôi. Nó thể biến ra một con slot nằm cả ngày và ngủ. Ngủ bỏ ăn trưa, ngủ bỏ ăn tối. Ngủ bỏ bồ luôn. Không thèm muốn cái gì ngoài chuyện ngủ, mà ngủ nhiều đến cái độ mà cơ thể nó ngưng hoạt động luôn. Không có nhu cầu ăn, nên cơ thể nó chỉ có nhu cầu ngủ thôi. Bạn bồ thì xoắn ra hai bên cãi nhau. Rồi lúc đấy mình với lại bồ cũng không hề biết rằng là đấy là một cơn ngán. Thật ra mình ngán khắp mọi người. Bạn ấy thì lại nghĩ là mình lại không có quan tâm đến sự điều độ. Không, bạn ấy thì nghĩ rằng là mình lười quá mức thôi. Tự nhiên đột nhiên trở nên bị y quá mức. Tại vì mình bình thường thì mình rất là hoạt bát vận động, đi tới đi lui làm việc trong nhà. Đến giờ ăn, bạn cũng phải mua đồ ăn về mình mới ăn, không thôi. Mình lừa đến cái độ như thế này cơ. Nhấc cái điện thoại lên gọi cho ship, tại vì có một cái hàng ăn quen rồi, chỉ cần gọi cho người ta, người ta đem đến lấy thôi. Mà mình còn lừa đến độ không gọi luôn. Nghĩ đến cái việc mà phải giơ tay lên để cầm cái điện thoại gọi thôi là nó không muốn làm. Ngủ ngon hơn. Nghe đồn là chị tự cách ly xã hội luôn đúng không? Thì đây, tại vì là chưa kịp tiêm vaccine, chưa kịp tiêm rubella, chưa kịp tiêm bất cứ một cái gì hết. Mà tại vì là rõ ràng là trước khi mà em ăn bầu em phải chuẩn bị tất cả những đấy đúng không? Thì kịp làm gì đâu, một cái là khổ xong. Chỉ ở trong khuôn viên của căn nhà 45m² đó thôi. Đúng 6 tháng luôn. Rất hiếm khi ra ngoài, trừ khi là phải đi đến bệnh viện để kiểm tra. Mặc dù mình chủ động với cái việc cách ly, nhưng hỏi thật có những cái diễn biến tâm lý lúc đó với 4 bức tường 45m như vậy, nó có tạo ra cho mình những cái cơn tù túng không? Khi mà mình đã xong vụ ngán ngủ nha, chứ lúc ngủ là không bàn nữa. Ngủ hết 3 tháng. Thế thành ra 3 tháng tiếp theo nó lại cho mình một cái khoảng thời gian đủ dài, chính là cái khoảng thời gian mà mình tìm hiểu tất cả mọi thứ về chăm sóc em bé, khoa học như thế nào, dành thời gian để đọc. Em thì nghĩ với tính cách của khách mời của chúng ta ngày hôm nay á, thì rõ ràng là cái chuyện mà cách ly đó là cách ly chủ động, và đúng chị rồi. Sẽ tận hưởng cái khoảng thời gian đó một cách tuyệt đối và rất là thoải mái trong cái chuyện cách ly đó. Có một điều vui, một thú vui khác nữa mà bây giờ tất cả mọi người trong khoảng thời gian cách ly hay làm shopping online. Hồi đấy chưa có mấy các bạn thương mại điện tử như bây giờ đâu. Hồi đấy phải đi mua ở cái trang rất là nổi tiếng của nước ngoài và chọn một món hàng, xong rồi xuống dưới nó có khoảng là 1.000 cái review, mọi nhận xét, nhưng mà hãy đọc cái review mà người ta cho 1 sao ấy, để xem tại sao người ta sao sản phẩm này 1 sao, 2 sao hoặc 3 sao. Thế là mình ngồi mình đọc tất cả mọi thứ, cho nên thành ra là một cái sản phẩm mình có thể nói được chính xác cái sản phẩm này nhược điểm của nó nằm ở đâu. Cái công việc đó là một công việc cực kỳ tao nhã, thú vui tao nhã mỗi ngày và nó tốn thời gian. Giết thời gian. Như vậy thì trong cái quá trình thai kỳ của chị là êm ả không? Có một vụ vụ gì? Bổ sốt xuất huyết. Bổ bị sốt xuất huyết, mình bán cái bụng bầu như này. Thế bây giờ làm sao chăm? Tại vì mình đang cách ly mà. Bồ tự vác thân vào trong bệnh viện, xong rồi cho bệnh viện chán quá, bồ vác thân đi về. Hỏi cho anh ơi, anh lấy cho em lại vác thân vào bệnh viện. Trời. Tự nhiên tôi lại thương ông bồ vậy. Đúng là 1.001 câu chuyện. Hồi đấy ở Sài Gòn thì không xin, quê mình ở quê mà, ở Quảng Ngãi. Mình về là tại vì có một phần là có chị bạn thì chị trở thành bác sĩ phụ sản mà phụ trách mổ phẫu thuật ở bệnh viện. Bác cái bụng bầu 33 tuần như thế này về đau được 1 tháng, bị sẩn ngứa thai kỳ. Sẩn ngứa thai kỳ đấy vậy. Đúng rồi, còn 2 tuần nữa sinh là bắt đầu sẩn ngứa thai kỳ. Đã hiểu được cảm giác mà con khỉ tại sao nó cứ xuống đàn đến đây. Nó ngứa một cách khủng khiếp mà nó, nhưng mà nó ứng lên da chưa hay nó chỉ ngứa thôi, nó ngứa thì mà ứng thôi, nó ngứa toàn bộ cả cơ thể luôn. Không có cách nào để dừng được cái cơn ngứa đó. Thực ra nó là một trong những dấu hiệu của rạn da nữa đó. Ngồi tìm hết tất cả các bí kíp trên đời này làm thế nào để giảm ngứa, làm phải ngứa. Xong có một câu trả lời duy nhất, chẳng có cách nào cả. Đúng rồi. Từ nào là ngâm nước ấm, chừng nước lạnh, rồi ngâm nước khổ qua cả ngày, chui vào trong cái bồn á, đổ nước khổ qua vào cho nó mát á. Trời ơi, kiểu kinh hoàng lắm. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua Paypay, chat với mẹ bình sữa
hoặc Viber Zalo 0522 961076. Rồi đến ngày đi sinh có lười như vậy không? Hoành tráng lắm. Hôm đấy buổi sáng đẹp trời, đi tè tè lúc đấy tầm 5 giờ sáng, tè xong ra đi vào leo lên giường, xong thấy ướt ướt. Vỡ ối rồi. Lúc đấy mà nghĩ được vỡ ối thì đã thông minh. Lúc đấy như thế này, mình bị tè xón. Mình bị tè dâm. Cảm giác hoài nghi bản thân. Ủa, thôi mà sao kỳ vậy? Bảo chứ ủa, sao tự nhiên cái mình bị tè dâm sờ. Đi vào toilet tiếp. Xong rồi lại đi ra, mình cũng chẳng nghĩ gì. Xong rồi tại vì đặt nó không đau, không cơ gò giả, không có một cái dấu hiệu gì cả. Mình đứng mình nghĩ một hồi, đúng cảm giác đứng giữa nhà như thế này. Xong rồi lúc 5 giờ sáng cứ nghĩ đi nghĩ lại, mà cho chuyện gì xảy ra như thế này. Quyết định vào cái cửa phòng, má má con vợ ối rồi. Má má con vợ ối rồi. Lúc đấy là đã bắt đầu hoạt động trở lại. Không, ngay từ chỗ của chị Uyên mình muốn nói một điều như thế nè. Tại vì Uyên nghĩ là phải có gò nè, rồi phải râm ran. Đúng rồi, chắc chắn. Tôi bị vỡ ối ngay tại hội trường Đại học Kinh tế Luật. Vì sao? Vì mẹ ruột của tôi thêm một bác hàng xóm nhiệt tình của nhà tôi luôn khăng khăng rằng nước ối nó màu hồng. Nước ối phải là màu hồng, hay là nó tái hồng. Nhưng kính thưa quý vị, từ 7 giờ tối hôm trước thực ra tôi đã rỉ ối nhưng nó không có hồng. Nó màu trắng. Và tôi nghĩ rằng chắc xóm thôi, sáng hôm sau tôi vẫn xách đít đi dạy mà. Và đó là lý do mà khi mà tôi làm một cái xà nó ướt hết cái sàn thì tôi nói này là ối rồi nè, giờ nó màu gì thì tôi không cần biết. Phải chi mà mọi người đừng có cam đoan cái vụ nó ối màu hồng, tôi đâu có đi dạy vào sáng hôm đó làm chi. Để đỡ quê. Đúng rồi. Rồi sao rồi lúc đó má tin không? Thế là má thức dậy đập ba dậy đi đẻ. Rồi là gì đã đi đẻ anh dậy đi đẻ, bà má kêu ông ba dậy đi đẻ. Bà bực dậy xong gọi điện thoại xe vào đó, và phòng xong như người ta, nói chung là cũng khá là bình thường. Cũng chưa đến nỗi, từ đó mới là vấn đề. Chưa đến nỗi thì bắt đầu từ đây mới ra nông nỗi nè, đúng từ không? Đây mới là ra nông nỗi nè. Nó giống y chang cái ngày hôm nay mặc bộ đồ lộng lẫy như thế này này, xong rồi vào đây. Mình cũng nghĩ là ok, mình bước chân vào trong phòng xanh, biết phòng xanh đúng không? Phải đẹp rồi, nhưng mà cũng nghĩ rằng là ok, mình cũng sẵn sàng cho chuyện là mình sẽ có cơn gò này, mình cũng sẽ bị đau rồi, mà cũng xong rồi vào mà chứ. Vào trong đó là kiểu các thai phụ la liệt, một kiểu họ đau á, họ cào từ để kể cho nghe một cái khoảng cực kỳ đỉnh cao luôn. Có một chị ôm cái chân giường, chị cứ thắt cái chân giường bảo chứ anh ơi. Lúc đó là tội của những ông chồng được hài ra mà. Có một chị còn đỉnh cao hơn, biết là cái cửa chị bám thành cửa. Trời sao có thể có sức vậy trời, chị đu lên cái thành cửa mà chị cứ đu lên thành cửa chị bảo ôi trời. Mình cười, mình thề với mình cười muốn tụt con đâu. Mình kiểu ủa tại sao mọi người mọi người đau thế mà mình không đau gì cả đâu, mình xúc động lắm luôn. Cái kiểu lúc đấy chị nghĩ trong đầu, vậy bây giờ mà quay TikTok kiểu là bây giờ. Lúc đấy thì người ta qua cho người ta cho đo tim thai. Thì em bé thì bắt đầu vỡ ối rồi, người ta kiểm tra xem mà có mở chưa, xong rồi bác sĩ xuống kiểm tra. Cái cảm giác mà kiểu cứ nằm ở đấy xong rồi cứ 30 phút có một người vào chọc. Ủa cảm giác nó kỳ cục lắm luôn á. Cảm giác mình rất nguyên thủy á. Cứ nằm đấy xong rồi cứ kiểu có 30 phút có một bác sĩ đi qua lại chọc cái họ. Xong rồi cứ hai phân, xong rồi vẫn hai vâng, và cái cảm giác nó kỳ lắm hiểu không? Xong rồi trong lúc mình nằm trên giường đo tim thai á, lúc đó chỉ nghĩ trong đầu thôi, nói với con bé con thì con bé con đặt tên cho nó là Mật Ong. Thì mới bảo là Mật Ong ơi, giờ thôi thế này đi, mình thỏa thuận đi, mẹ sợ đau lắm. Làm gì cũng được nhưng mà mẹ sợ đau lắm, thế cho nên đừng làm mẹ đau, cứ ra đường vẫn bình thường là được, đừng làm mẹ đau. Không biết nó có nghe được hay không. Đỉnh cao không biết thần giao cái cảm thế nào, nó không thèm gò luôn. Không đau luôn, im luôn. Không đau đẻ. Sau này có một cái truyền thuyết là Uyên chỉ biết mang bầu thôi, không biết đẻ con. Mang cái bụng bầu to đùng như giống mọi người đó, nhưng mà hoàn toàn không biết đẻ. Nằm chờ mãi đến khoảng tầm 10 giờ không thể mở thêm phân nào. Ủa thì cứ thế chạy tít tá. Trong khi người ta thì người thì cào từ, người thì nắp chiều, người thì đâu cửa sổ. Mình đi qua đi lại cười ta kiểu cười toe luôn đó, đúng kiểu đi vào đây kiểu cười toe là thôi, không biết làm nào, kiểu sao tại sao mình cũng giống mọi người kiểu vậy. Xong rồi đi qua đi lại, xong rồi các bác sĩ nhìn mặt xong bảo chứ người nhà hả? Người nhà hả? Cái bộ như này mà người nhà hỏi người nhà hả, bảo chứ em đi đẻ mà, đi đẻ kiểu gì kêu, thì đi đẻ thì đâu có đâu kiểu của em thì kiểu của em kiểu vậy. Chị bà chỉ quyết định là thôi bây giờ có quyết định là hoặc là tiêm thuốc kích. Mà như thế thì rất là kiệt sức, chị cho lựa chọn. Em có hai lựa chọn, một là sẽ tiêm thuốc kích thì khoảng tầm 5 đến 6 tiếng em sẽ đẻ vào buổi tối. Hoặc là bây giờ chị ký giấy, chị ra chị nói ba má ký giấy thì chị giải quyết luôn. Cách nào mà nhanh gọn đi chị. Cách nào được nhanh gọn. Đúng rồi, chị ký giấy cho đi sinh mổ. Lúc mà đi sinh mổ thì biết rồi đó, phải làm lông đúng không?
Ủa em tưởng lúc nhập viện là người ta đã làm rồi. Chưa, tại vì đến lúc đẻ thì người ta mới làm. Lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác thế nào gọi là làm lông. Thật ra là ở nhà cũng đã tự xếp trước rồi, cũng đã tự chuẩn bị trước rồi. Nhưng mà nói chung là người ta cần phải sạch hơn, lột ra xong rồi kiểu tông ngông như thế, xong quay về hình trạng nguyên thủy như thế. Người ta thiệt á, tôi bị ám ảnh đau đớn cả nửa năm về cái câu chuyện đó là làm chân giò và làm heo sau đó. Thật ra mình nghĩ á, sau này mà các mẹ mà có đi sinh em bé mà để cho cái cảm giác mà nó không bị tổn thương như vậy, tốt nhất nên tự mình làm. Có cảm giác nó kỳ lắm. Mặc dù nó là nghiệp vụ của họ, đúng họ rồi. Không chả nghĩ gì đâu, nhưng đúng mà từ phía mình á. Sau khi làm lông xong rồi, các chị cho mặc cái áo để vào phòng mổ, nó là một cái tập dề dài thôi, được cả đằng sau thôi đó. Leo lên bàn mổ. Thì hồi đấy mình đã có hình xăm rồi, mình có mấy cái hình xăm sau lưng. Xong rồi các chị nhìn thấy mình, lúc này các chị cởi cái áo ra, xong rồi các chị nhìn thấy mình có hình xăm, ngạc nhiên quá, tại vì gần như mình là người duy nhất vào cái bệnh viện đó có hình xăm. Các chị điều dưỡng với lại bác sĩ gây mê trong đấy, một có cả bác sĩ gây mê nam đấy chứ, từ rút ra. Xong rồi bảo anh hỏi đi, anh kia với lại đi xuống đi gây tê bằng cứng mà, chứ hồi đấy không có chụp thuốc mê. Em anh hỏi bà chuyện gì cơ, xăm có đau? Không, xong rồi chứ xăm bố mẹ thôi không? Xong rồi hỏi 800 chuyện trên đời về hình xăm. Thực ra lúc đó là một cái chiêu của họ. Họ đã làm được một mớ thứ trên cơ thể mình. Đúng rồi. Họ đã xuyên được một pháp vào đây, xong rồi bắt đầu kiểu tay chân tê hết rồi. Họ bảo cứ im nằm im đi nha, yên tâm đi, tẹo nữa cắt sẽ nói, tại vì có một cả một cái hình xăm đằng trước nữa. Thế nên thành ra là mới bảo rằng là yên tâm đi, tẹo nữa chị sẽ nói chị bác sĩ cắt không có phạm vào hình xăm đâu, đừng lo. Kiểu vậy, rất là kiểu an ủi, rất an được chứ. Mà chị nghĩ ủa sao giống như kiểu mình đang đi fashion show khoe hình xăm quá vậy. Sau đấy thì em bé ra đời. Nhưng mà có một cái điều mà hồi đấy, bây giờ thì mình nghĩ là phụ sản nó tốt hơn rồi. Dạ. Sau khi mổ hay là sinh con, người ta đều cho bà mẹ nhìn thấy đứa bé trước. Hồi đấy mình còn không biết mặt mũi con mình nữa. Wow, ẵm đi luôn. Ẵm đi luôn. Nhưng mà mình có biết cái cú mà con được lấy ra từ người của mẹ không? Không, lúc đấy là bắt đầu kiểu mê rồi. Nghĩa là gây tê bằng cứng, nhưng mà đầu óc nó sẽ bị đơ. Đúng rồi. Nó có bị đơ hoàn toàn, không nghe được cái tiếng gì. Lúc đấy mình còn nhớ rằng cái cảm giác như thế này, trong bệnh viện có một cái trò rất là ác. Bỏ cái đồng hồ trên tường á, đúng cái tầm nhìn luôn. Mà cái đồng hồ kim á, cái nhìn cái kim chạy, nhìn cái kim là biết là mình nằm trên giường bệnh bao lâu. Chỉ nhìn cái kim á thôi, hoàn toàn không nghe được á. Toàn bộ nó ù đi, lúc con ra đời cũng không biết luôn. Lúc xong rồi, người ta đẩy mình quay ngược trở lại phòng hậu sản. Thì mình không biết mặt mũi con mình trông như thế nào, nó ra làm sao nhẽ ra. Người ta nên đem cho mình nhìn thấy đứa con. Đúng rồi. Lúc đấy. Thì nó sẽ rất là an ủi mình. Ra là mình nằm trong phòng hồi sức, bắt đầu nó ra thuốc cực kỳ khủng khiếp. Cái lúc mà hậu sản đấy mới là cái khoảng thời gian mà thai phụ, sản phụ người ta cần có người nhà bên cạnh. Mình rã thuốc mà nó rung, tưởng tượng là tay cho nó đập cạch vào trong, mà nguyên cả một cái phòng trắng toát mà xung quanh chỉ toàn là những người như vậy. Đúng rồi. Xong rồi mình cứ nhìn cái đồng hồ sao vậy, nghĩa là mình bị ám ảnh với cái đồng hồ từ hồi đấy luôn á. Mình nhìn, bây giờ mình nhìn đồng hồ là mình sợ. Cái đồng hồ mà cứ quay như thế này là mình rất là sợ. Sẽ sau sang chấn luôn à? Sang chấn luôn mà trong vòng mình ra khỏi phòng xanh là lúc 11 giờ. Mình nhớ là mình nhìn cái đồng hồ từ lúc 10 giờ 45 phút là mình được đẩy ra khỏi đấy. Mình nhìn cái đồng hồ cho đến lúc 6 giờ 45 phút mình được tiêm 2 lần thuốc, tại vì nó rã thuốc, nó lạnh quá không gọi được, tại vì không còn đủ sức để gọi được. Lúc đấy mình chỉ mong rằng là có ai đó ở bên cạnh mình để mình có thể thì thào được với họ rằng là em lạnh quá, đắp thêm chăn cho em. Đúng rồi. Vậy. Nhưng mà kiểu có cảm giác bị bỏ lại một mình ở đây rồi. Ngay sau khi vừa sinh đứa trẻ ra, như Uyên Bùi thấy cái đồng hồ mà bị ám ảnh, thì một vài những cái bạn của mình á, các bạn đã bị ám ảnh bởi cái tiếng kim á. Tại vì trong cái phòng hồi sức là nó rất là yên lặng, không có được gây tiếng động. 8 tiếng đồng hồ chỉ ngồi ở đấy, chỉ để nhìn cái đồng hồ đó thôi, không ngủ được. Đợi đến không tiếng ngủ. Thứ 9 thì sao? À may quá, được đẩy ra khỏi đấy rồi cho không bay. Lúc đấy kiểu mình nghĩ mình tới giới hạn rồi đó. Rồi vẫn chưa được gặp con đó. Chưa cho về phòng ngay, tại vì chưa xếp được phòng. Thế là nó đẩy được cái phòng bệnh chung. Phòng chờ, đại là phòng bệnh chung. Mà lúc đấy thường là lúc mà mình mổ xong thì mình sẽ không ấy, người ta sẽ nối cho mình một cái dây để lấy thông tiểu đúng không? Đẩy mình đi trong cái tình trạng mà đi xuyên qua tất cả những người lạ trên đời này như vậy. Đẩy vào cái phòng chờ, chắc phải có 24 sản phụ trong đấy với 100 người nhà trong đấy, mà mình còn không có giường để nằm, vẫn nằm trên cáng. Xong rồi mình chỉ nghĩ trong đầu là mình sẽ nằm trong tình trạng này đến bao lâu, bao nhiêu tiêu cực là nó sản sinh ra từ khoảng thời gian đấy. Kiểu cảm thấy rất là tuyệt vọng. Đúng là cảm giác tuyệt vọng. Tại sao mình lại ở trong hoàn cảnh đúng này rồi, tại sao mình lại trong cái hoàn cảnh này và nếu mà bây giờ mình nhắm mắt lại và mình không thể nào tỉnh dậy nữa. Và mình còn chưa kịp nhìn thấy mặt con mình. Cuối cùng thì cũng êm đềm, ở đây không có phòng một giường một người. Phòng xa xỉ nhất là phòng 3 giường. Đúng rồi. Ở Sài Gòn không sao. Nãy giờ tôi cứ thắc mắc là ta nói coi như là lượt ngược đường ngược gió để làm chi. Xong rồi vào cái phòng 3 giường, được 12 mét vuông, sắp 3 cái giường như cá mòi kề nhau. Đúng rồi, kề nhau. Nhưng mà được cái như thế này ở quê á, thì được cái là mọi người rất là hay vồn vã lồng gì, hay đến thăm kiểu nói chuyện, thì chắc ở đâu này thì chắc cú nào cũng nghe kiểu vậy.
sản phụ đang cần được nghỉ ngơi. Lúc nào cũng giống như kiểu giữa tiệc chúc mừng ok sinh con rồi kiểu vậy, lúc nào cũng như thế. Mình thì mình cũng cố theo kiểu là ok được rồi, tại vì nó là cái phòng chung mình không thế này nó họ tra được. Bình thường sinh bình thường thì 3 ngày là được về rồi, sinh bổ 1 tuần. Cái lúc mà nhìn thấy con, để kể ngay mình được đẩy về phòng trước, người ta đem con mình đến sau. Má mình thì bảo là ừ con bé đang nằm trong phòng của nhi khoa, ô nó ỉa phân su rồi, đẹp lắm, đẹp lắm. Hồi đấy mình hoàn toàn, các bạn còn nhớ là khi mà mình trở thành bà mẹ, ngày xưa mình thấy các bà mẹ cứ suốt ngày đi khoe phân con, mình thấy sao mà kỳ gì, cái sở thích gì mà kỳ gì khủng khiếp. Khi mình quay trở về lại cái phòng mà trước khi vào phòng, câu đầu tiên má mình khoe là con mình ỉa phân su đẹp lắm. Đầu tiên là khoai phân su trước, xong sau bé bảo kêu con bé không khóc, cười xinh lắm. Mình bảo ok thôi được rồi. Phải chi đảo hai nội dung đó lại thì đỡ biết bao nhiêu. Đỡ bị sốc. Đỡ sốc văn hóa. Mình về phòng rồi, ổn định được cái giường rồi. Cái giường đơn các bạn ạ, biết cái giường bệnh rồi mà. Cái giường đơn mà mẹ nằm còn rớt cái đó là chuyện thêm bé nữa. Nó không phải đẹp như trong phim kiểu có cái giường đẹp đẽ xong rồi bên này có cái hộp đựng trẻ con kiểu nhìn lộng lẫy kiểu lãng mạn chứ đâu. Thôi các bạn đừng mơ mộng kiểu đấy. Cái giường bé tí cho nó bé được bằng cái bàn này á. Xong rồi hai mẹ con nằm nghiêng. Kiểu mà chỉ cần nhích ra cái là rớt khỏi giường á. Cái cảm giác sinh mổ mà nằm nghiêng. Wow, nguyên combo luôn. Đúng rồi, nguyên combo luôn á. Lần đầu tiên mà nhìn thấy con lúc mà má đặt con bé con xuống. Đáng là lạc. Lần đầu tiên là có nhìn thấy con là nghĩ gì? Không, bà này đừng hỏi bà, con bà 4kg. Ừ, con lắm. 4kg nó căng lắm, da nó căng cho nên em thấy nó đẹp lắm. À thiệt à? Dạ. Em hai đứa cho nên cảm giác nào cũng có đủ hết rồi, bây giờ Yên nói đi. Câu đầu tiên nhìn thấy con bé con là bảo chứ không phải tốn tiền gọt cằm rồi. Ủa? Cầm nhọn hả? Không hiểu tại sao, đấy là cái suy nghĩ đầu tiên nhảy vào trong đầu luôn. Không phải tốn tiền gọt cầm rồi. Bà này bà tập trung vô cái trend nha. Lại là một câu chuyện khác. Nó không giống ai hết chị ơi. Rồi không có hành trình nào giống hành trình nào hết á. Appetito, siro ăn ngon 3 tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Mình tiếp tới cái giai đoạn là mình nuôi con nè. Lúc đó là sữa của chị về chưa? Chưa, 4 ngày sau sữa mới về. Là lúc đó vẫn còn trong bệnh viện. Còn trong bệnh viện không có sữa. Chồng mình vì lúc đấy là thành chồng rồi, đem sữa về cho con. Tại vì đang ở Sài Gòn mà mẹ con không có máy bay, ông phải ngồi tàu 2 giờ sáng rồi lấy xác về. Thế con bé nó đói. Nó gào lên cả làng. Xong rồi đợi bố nó mang được sữa về nó mới im. Ở quê lại có kinh nghiệm dân gian á, đắp lá trầu với lại rượu nếp á, cho nếp, nó ấm lên cơm á. Cơm rượu nếp á, xong rồi đắp lên đây cho nó ấm lên thì nó sẽ làm giãn tất cả các cơ ra thì nó về mà nó về thật. Đắp xong rồi nó căng ra, xong rồi đến lúc mà nó về rồi á, bố không kịp đắp sữa nó sốt. Bà ơi, mình lại còn bị chữa ngực nữa chứ. Nghĩa là cái bụng thì bé tí thế này, người thì bé tí thế này. To. Sinh con ra con 2 tháng rồi, đầu con bé lên ngực mình. Lúc đó nó là số đo là phải tính đơn vị bằng bé. cm là ra chỗ khác chơi. Tưởng tượng là vẫn còn cái hình đó mà. Nghĩa là con ngồi ở giữa thế này, nghĩa là nhìn vào là hai cái quả hai trước đầu bé tí lọt chưa. Phải. Rồi lúc đó thông bằng cách nào? Thế là phải lấy nước ấm đổ vào trong chai á. Đau. Nó vừa bỏng vừa đau mà nó sốt, mà hoàn toàn không biết mình bị sốt do tắc sữa. Không chỉ ở cử 1 tháng đâu nha, 3 tháng 10 ngày đủ như chó luôn á. biết câu đó không? Tại vì con chó nó mất 2-3 tháng 10 ngày. Rồi ông chồng cũng bị kiên cử luôn. Không, chồng cứ chạy ra chạy vào vẫn còn đang làm trong Sài Gòn. Nhưng mà ý là lúc đó dù có vào thì đúng trong giai đoạn 3 tháng 10 ngày thì cũng không được tháo cách ly luôn. Đúng rồi, không. Giống như kiểu chưa bút lịch được kiểu vậy. Biết cái trò không tắm không? Cái trò không được gội đầu á. 1 tháng không? 1 tháng. 1 tháng gội đầu là 3 tháng, sau 1 tháng được tắm. Rồi sau sơ tắm. Tắm sơ sơ nha cưng. Tắm như kiểu tắm hương tắm hoa. Tắm theo kiểu là kiểu giống khăn mà nước xong lau từ đến đầu xuống. Tắm khô. Còn lại toàn bộ khoảng thời gian đó là gì? Là hơ lửa. Than thì quạt cho nó tàn đi, nó chỉ còn cái gần lửa đó thôi thì hơ, nằm hơ xong mới lại tắm bằng rượu gừng. Nhưng công nhận rượu gừng thì nó sát trùng, với lại xong mà muối chanh. Trời ơi, xong muối chanh xong rồi biết là muối nó dính vào người chứ gì. Bây giờ nghĩ lại thì tại sao mình sắp không nhận ha, cái thai kỳ của bà nồng nàn và mặn mòi ghê. Sau thời gian ở cử 3 tháng 10 ngày là mình lật đật mình vô Sài Gòn. Đúng, tôi nghĩ bà phải di tản gấp, bà không chịu nổi. Di tản vào Sài Gòn xong rồi hai vợ chồng lại thai với nhau. Tại vì cũng không có thể giúp việc. Quyết định là kiểu ok, con mình sinh ra mình phải có trách nhiệm với nó. Kiểu chồng mình được đấy cho nên đảm đang kinh khủng luôn. Đến lúc đấy thì con cứng cáp rồi, bắt đầu lẫy, bắt đầu, tại vì con bé 4 tháng là đó bắt đầu ngồi rồi. Nó khá là nhanh về vận động, chắc có gen gia đình. Nó lẫy, nó bò, xong rồi nó như con chó con, nó giống như kiểu cảm giác luôn, nuôi con vét á. Xong rồi cứ bò để cho nó bò lủng ngủ quanh nhà. Thường thì sẽ ngủ dưới đất cho nó thoải mái. Sau đó lúc con bầu là leo lên giường. Sinh con xong được 3 tháng, lúc con biết lại xuống dưới đất, hỏi tại sao con cắm đầu giường xuống đất. Đúng rồi. Khi mà quyết định bỏ giường là như thế này, nó lập kỷ lục luôn.
luôn, người ta hát trích có 3 phát đúng không? Nó có 4 phát trên đầu, toàn cắm từ đầu xuống đất thôi. Thế là đầu nó mọc 4 cái sừng. Xong rồi bà mẹ hoảng hồn quá, thôi bỏ giường đi, xuống đất hết. Thế là suốt ngày con bò lộn ngổn quanh nhà. Như vậy thì rõ ràng mà nói đây là một cái mẹ bỉm mà trong cái quá trình mang bầu lại có một cái cách hưởng thụ riêng trong cái không gian riêng của mình, rồi khi sanh con ra thì lại được sự hỗ trợ từ phía gia đình chăm con 3 tháng cho mình. Thực sự ra cái chuyện mà ở cử 3 tháng mà được hỗ trợ như vậy thì cũng rất là tốt quá chị. Em cảm thấy em rất là ganh tị luôn, tại vì em này em chẳng được ở cử ngày nào hết mà mình cũng không biết gì về điều đó. Cho nên là rõ ràng bây giờ nhìn chị rất là khỏe khoắn, còn mình nói thiệt chứ nãy giờ em ngồi mà em đau lưng đau lên đau xuống, em đổi tóc được tư thế rồi đó. Cái tinh thần xuyên suốt nhất của Uyên Bùi ngày hôm nay mà chúng ta gặp á là sức mạnh đi từ bên trong bạn ấy. Em thì em chỉ phản đối cái chuyện mà không tắm thôi. Đúng rồi. Mình chỉ không tắm bằng nước thôi. Tắm bằng thứ khác. Tắm bằng thứ khác tại vì lau cồn cả người thật ra nó sạch đông mà. Cực phẩm. Không phải ai cũng có thể tắm à, mà chưa gừng ghê. Mà rượu gừng lại còn phải hạ thổ đủ một trong ngày nhá. Bây giờ thì câu chuyện của chúng ta cũng cơ bản là gần như là kết thúc rồi. Thì chị có thể gửi những cái lời nhắn của mình dành cho người thân yêu của mình. Thực ra thì mình muốn nhắn đến bạn chồng cũ của mình. Thật ra bây giờ bọn mình đã là co-parent. Là ba của mực ong. Bố của bạc ong. Mình muốn nhắn đến bạn ấy là mình cảm ơn các bạn thời gian mà bạn đã cùng mình kiểu chia sẻ cuộc sống này. Bọn mình đã rất hạnh phúc. Mình cũng... anh đã hy sinh rất là nhiều thời gian từ làm việc full time để trở thành freelancer để có thể dành thời gian cho hai mẹ con mình. Cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu trở thành tác giả, bắt đầu được nhiều người biết đến rồi đi ghi hình liên tục, cái khoảng thời gian nó khá là áp lực. Nó gần như thay mình trong việc chơi với con, dạy con, cùng con lớn. Nếu mà anh không dành thời gian đó cho mình, anh không dành 4 năm cả cuộc đời đấy của anh cho mình thì chắc mình cũng không được như bây giờ. Mình cũng sẽ không bao giờ ngồi đây để có thể nói chuyện về mọi chuyện một cách vừa vặn như thế này. Mình nghĩ là nó phải chịu đựng mình rất là nhiều. Tại vì mình bị stress sau sinh, mình bị trầm cảm, mình bị stress công việc. Có thể nói ra là trong khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian rất là khó khăn. Mình rất là ghét nói câu nếu như. Tại vì bất cứ một cái sự đổ vỡ nào hay là một cái sự kiện nào xảy ra trong đời mình thì nó cũng sẽ là cái cơ hội để cho mình học, để mình lớn lên và mình thích nghi. Thì mình chỉ muốn cảm ơn anh đã dành khoảng thời gian đấy cho mình. Cảm ơn chị. Cảm ơn câu chuyện của chị mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Quê quán như công việc hiện tại của mình nha. Quê quán của chị thì chị quê Hải Dương, mà chị sống ở trong Sài Gòn ấy, chị ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Họ tên chị là gì? Tên chị của chị là Bùi Thúy Hoa em. Bùi Thúy Hoa, chị sinh năm bao nhiêu? Chị sinh năm 1975. 1975 rồi. 1976, nhưng mà trên giấy tờ là 1975. Rồi chị hiện tại chị làm công việc gì? Chị làm kiểm soát chi ngân sách của nhà nước đó. Chị làm tại cơ quan nhà nước Thủ Đức. Kiểm soát chi ngân sách rồi. Chị Hoa có điểm mạnh điểm yếu gì? Cái điểm mạnh của chị thì chị có thể làm được tất cả mọi việc, cực kỳ chị cũng có thể chị làm được hết á, năng nổ nhiệt tình hoạt động mọi thứ. Và điểm mạnh nhất là sở thích của chị là chị thích nấu ăn. Điểm yếu thì chị hơi nóng tính. Rồi. Nếu mà thường trong những cái phút giây mà mình nóng tính thì mình sẽ làm gì chị? Sao em? Mình nóng tính thì mình sẽ thể hiện điều đó là như thế nào? Tức là chị ai mà nói cái gì mà không đúng thì chị hay nói thẳng, chị không có kiềm chế được. Thì chị nói, chị phải nói thẳng luôn, giải quyết vấn đề ngay tại lúc đó, chứ chị không có kiềm chế, không có để trong bụng. Nói thẳng không để trong bụng được. Rồi, trước giờ chị từng kết hôn chưa? Chị nói lại luôn, chị thẳng tính thì chị nói lại luôn. Rồi, trước giờ chị từng kết hôn chưa? Chị kết hôn từ năm 1996. Và chị ly hôn từ năm 2001. Hai chị có mấy cháu rồi? Chị có hai cháu lớn rồi, bé lớn lấy chồng rồi, có con rồi, còn bé thứ hai thì năm nay cũng 26 tuổi rồi. Dạ rồi. Lý do mà anh chị ly hôn? Lý do ly hôn là anh ấy đi cặp bồ bên ngoài á. Sau đó thì có để lại cái hậu quả là có con riêng và được ông bà nội hậu thuẫn đồng ý, nên là chị không đồng ý thì chị chia tay. Rồi.
Vậy là cái chuyện đấy diễn ra ngay trong cái năm 1996 đó hay là cũng lằng ngoằng trong vòng mấy năm khác? Em nói lại giúp chị đấy. Sau khi đó thì chị một mình nuôi con ở hay sao? Đúng rồi, một mình chị nuôi con, chị đưa hai bé vào trong Sài Gòn này luôn, còn đâu tiền chu cấp, tiền học, tiền hành của các bé thì anh mới cho. Nhưng còn đâu là nuôi dạy các cháu ở trong Sài Gòn này thì chị nuôi dạy các cháu. Hiện tại bây giờ thì bé lớn thì lấy chồng, thì cũng lấy chồng về quê ở Hải Dương ấy, nên là bé theo chồng về Hải Dương luôn rồi. Còn có bé thứ hai thì đang sống ở trên Gò Vấp, không có sống cùng với mẹ. Dạ vâng, rồi. Sau khi đó chị đã từng tìm hiểu nhiều người chưa? Chị sau đó năm 2007, 2007 chị có, nhưng mà cũng không có hợp. Dạ vâng, rồi. 2007 chị tìm hiểu cái mối quan hệ đấy như nào ạ? À? Chị cũng kết hôn, chị kết hôn nhưng mà tại vì là khi anh ấy thì anh bị bệnh ung thư á, nên là lúc mới đầu chị kết hôn là để làm cái chỗ dựa tinh thần thì chăm sóc cho anh thôi. Dạ. Và bọn xong chị, rồi sao anh mất à? Bọn chị không, đến khi đến năm 2012, đúng ngày 21 tháng 3 năm 2012 á, thì bọn chị ly hôn. Ly hôn thì do lý do là do mẹ bán. Nên là chị thấy là sống với nhau mà lừa dối nhau thì chị không đồng ý. Nhưng mà anh chị thì trong 6 năm đó thì cũng không có về mặt pháp lý, về mặt gia đình, về mặt pháp lý thì là kết hôn. Nhưng mà về mặt tình cảm vợ chồng thì nó hoàn toàn nó không có tình cảm vợ chồng. Vợ chồng cũng hoàn toàn không gần gũi nhau luôn. Dạ, nhưng mà anh ấy lừa dối gì chị ạ? À? Sao em? Nhưng mà ly hôn là do anh ấy lừa dối chị, nhưng mà lừa dối gì ạ? Do mẹ anh. Ừ, là sao khi mà bọn chị kết hôn á, thì mẹ anh có bán một cái nhà trên Đà Lạt xuống để đưa cho anh chị mua nhà và sau đó thì mua một cái nhà cấp 4, là hồi đó mua là có giá 270 triệu, nhưng mà tiền thì là tiền của bà. Và mua thì anh chị đứng tên, nhưng mà theo khi mua xong thì chị sửa căn nhà đó lên thành nhà 2 tầng, thì với có tổng giá trị là hơn 600 triệu. Của bà thì có 270 triệu thôi, mà của chị thêm vào nữa thành tổng giá trị chị sửa căn nhà hết hơn 600 triệu. Thế nhưng mà nhà ảnh thì có một cậu em trai, là nhà có hai anh em trai thôi. Nhưng có một cậu em trai thì cậu rất là quậy, mà cậu rất là hay ăn cắp ăn trộm á. Cậu lấy cũng thế, rồi là bà thì lại bênh, bà thì bênh, còn anh chị thì nói, nhưng mà bà thì bênh. Thế đến khi mà con nhà chị thì nó lúc ấy là bé, nó 12-13 tuổi, đến tuổi dậy thì rồi, thì tối đến thì bà lại cứ để cho chú ngủ chung với lại bà với hai đứa nhỏ, nên chị không có đồng ý. Nên là mẹ con là bất đồng, thì lúc ấy là bà mới nói rằng là bây giờ mẹ suy nghĩ rồi, mẹ không cho đứa nào đứng tên nhà nữa, thì để sang lại cái tên cái nhà đó. Thì chị cũng đồng ý luôn, chị nói là cái gì không phải của mình thì mình không có lấy. Thế là anh chị mới ra, còn cái năm ở Gò Vấp á, anh chị sang tên lại trả cho bà cái nhà. Thế nhưng mà chị không nghĩ rằng là sang tên nhà cho bà xong thì là qua một tuần sau là bà bán căn nhà đó luôn. Bà bán căn nhà được 780 triệu, nhưng bà cũng không hoàn toàn không trả lại cái tiền mà anh chị bỏ ra để xây lại căn nhà. Đó là bà lấy hết luôn toàn bộ 780 triệu đó, thì bà về trên Đà Lạt. Sau đó chị mới nói với ông xã, như chị nói là bây giờ không được, bố mẹ thì trả cho mẹ, thế nhưng mà cái tiền mà mình sửa chữa nhà thì phải lấy về để mình còn mua nhà khác. Nhưng mà anh ấy cũng nhất định không chịu, và anh ấy thế chịu không thì đi ra ở riêng, nhưng mà anh cũng không chịu ở riêng, chịu thế thôi, như vậy thì chia tay. Chứ còn bởi vì là có lấy nhau thì cũng xác định là để là nương tựa chăm sóc nhau về già thôi, bởi vì anh ấy là bị cái bệnh thư tinh hoàn em, hình như là trước khi lấy nhau ấy là anh ấy đã bị rồi, anh bị cắt hết rồi, nên là lấy nhau là chị xác định là chị cũng không sanh con nữa, mà anh cũng không sanh được con nữa, thì là để mình chăm sóc nhau về già thôi. Nhưng mà vì gia đình như vậy nên là chị không thể chấp nhận, nên là chị đi hôn với anh ấy là
tháng 3 năm 2012 là chị ly hôn. Và từ đó đến giờ này là chị sống một mình luôn, chị không quen biết bất kỳ một ai hết. Dạ vâng, vâng. Bây giờ chị mong muốn tìm mẫu người như nào? Bây giờ chị mong muốn tìm mẫu người như nào? Chị tìm muốn tìm một người là sống phải chân thật, biết lo toan cho gia đình. Chung là nhậu thì ít thôi cũng được, nhưng mà cờ bạc là tuyệt đối là không. Và một người là phải có công việc, có thu nhập ổn định, không cần phải là giàu có. Nhưng mà mình cũng phải có một cái thu nhập ổn định để đủ được cái mức cuộc sống của mình. Còn sau này còn tích lũy, còn lo về già. Mình lấy nhau thì bây giờ ở cái tuổi này mình muốn lấy nhau thì cũng là chỉ để nương tựa nhau, chăm sóc nhau về già thôi. Dạ vâng. Lý lâu về ngoại hình của chàng trai, ngoại hình và công việc. Sao em? Ngoại hình ạ, về ngoại hình. Ngoại hình thì cứ cao 1m65 trở lên á, đừng có thấp quá. Dạ. Chị chỉ cần người đàn ông là biết thương yêu, biết lo toan, nói chung là đánh đỡ cho chị tất cả những cái gì mà mấy chục năm nay chị đã phải thay vai trò của một người đàn ông để chị gánh vác công việc trong gia đình. Dạ vâng. Hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên để làm quen với chị. Nếu mà tìm được người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại để làm nội dung với chị nhé. Rồi, chị cảm ơn chương trình nhé. Thống nhất quan điểm được. Thế là mới nói là để cho nhau thời gian suy nghĩ. Trong thời gian suy nghĩ đó thì cái anh đó ảnh quen với bạn của em. Cho nên là em mới chụp lại em đi luôn. Mà em chưa đám cưới, chưa làm gì hết. Nhưng mà đăng ký kết hôn rồi hả? Dạ đúng rồi, tại vì như vậy là bên em là công giáo á, thì nếu như mà muốn mong muốn làm kết hôn ở trong nhà thờ có giấy đăng ký kết hôn ở ngoài đời á, xong mình nộp vô bên nhà thờ rồi bắt đầu tra rao mấy lần gì đó, nếu không ai phản đối á, thì mới là đám cưới được. Thì trong cái thời gian rao đó là có mất khoảng 1 tháng, thì trong 1 tháng đó là bắt đầu nhà em có phát sinh vấn đề đó. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ là lấy đăng ký kết hôn thì tự nhiên là mình trên giấy tờ là mình đã kết hôn rồi. Đúng rồi, tự nhiên trên giấy tờ thì là sẽ là kết hôn một lần rồi. Lại rồi. Một lần rồi. Sau đó thì bạn còn đi tìm hiểu những người khác không? Và lý do mà bạn độc thân là gì? Sau cái sự việc đó xảy ra thì em không có tìm hiểu người khác nữa, vì em cảm thấy là em không có tin tưởng do cái gọi là tình cảm rồi kia, cũng như là ai mà tìm hiểu tới mình đó thì em cũng rất là cảnh giác á. Xong rồi cũng có người ta hỏi sao quen rồi này kia, em cũng nói chuyện bình thường thôi, em chỉ xem người đó là bạn thôi. Nếu mà người ta có ý định là tìm hiểu lâu dài hơn á thì em nói chung là từ đầu em né luôn rồi. Với lại cái môi trường làm việc của em á, thì cũng toàn là nếu mà nam á, thì đã có gia đình, còn không á, thì cũng là người lớn tuổi, như là khách hàng tới khám bên em á, toàn là đa phần là lớn tuổi, nhưng mà cũng không có nhiều mối quan hệ để mà làm quen nữa. Bạn mong muốn là tìm mẫu người như thế nào? Mẫu người của em là chín chắn, tự lập, tâm lý, biết cảm thông, siêng năng. Cơ bản là như vậy. Rồi. Về ngoại hình. Ngoại hình cao trên 1m75, tại em cũng 1m65 rồi. Rồi. Rồi nặng hơn 70 kg. Thì nên nặng em chứ không nhỏ con lắm. Thì công việc thì ổn định. Với lại nếu mà người Sài Gòn thì tốt. Nhưng mà thí dụ có mấy anh mà nhỏ con hơn, một nhỏ con mà công việc ổn định hơn được không? Nhỏ là cũng thấy nhỏ vừa thôi chứ anh, chứ nếu mà ấy thì nó chênh lệch nhiều lắm. Rồi. Thì bạn nam á, đa phần bạn nam sẽ kiểu không có được thoải mái khi mà đi chung á. Rồi. Bạn cao 1m7 à? Em á hả? Em 1m65. Rồi, bạn cao 1m65 thì chàng trai là cỡ 1m7 hả? Đúng rồi. Rồi, về công việc nghề nghiệp của bạn trai. Công việc thì nói chung là công việc ổn định một chút. Nếu như mà làm văn phòng như em đó, thì nó sẽ có cùng tiếng nói chung hơn. Còn em thì em không có vẻ sức giống như là những bạn lao động chân tay hay là công nhân hay gì hết. Nhưng mà
giống như khi mà mình không có cùng cái số các điểm á, thì mình sẽ dễ bị sao ta, nó không phù hợp với anh. Dạ vâng. Nếu mà chàng trai mà chưa có nhà cửa thì mình có chấp nhận không? Nếu như mà không có nhà cửa thì cũng không sao, tại em cũng có nhà ở đây. Dạ. Quan trọng là bạn nó có biết tự lập hay không? Biết tự lập rồi. Ok, cảm ơn chị Tiên. Dạ. Thì ngày hôm nay là dạ, cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà tìm được cái người mà phù hợp được tiêu chí thì chương trình sẽ nhắn tin cho chị nha. Dạ vâng ạ. Là kết thúc rồi đúng không anh? Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ rồi. Tên ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình nhá. Mình là Bùi Thị Thoan. Bùi Thị Thoan. Họ tên ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc của mình. Bùi Thị Thoan, ngày 25 tháng 8 năm 1979. Nghề nghiệp là kế toán. Chị là kế toán ở đâu? Nằm ở ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai. Chị Thoan có điểm mạnh gì ạ? Dạ. Chị Thoan có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Điểm mạnh hả? Điểm mạnh thì ưu điểm thì hiền lành, chăm lo gia đình con cái. Còn điểm yếu thì nhiều khi cũng hơi nóng tính một tí. Dạ, điểm yếu hơi nóng tính. Chị từng kết hôn chưa? Mình có kết hôn rồi, ly dị, mình với chồng ly dị được 10. Ly dị được bao nhiêu ạ? 15 rồi. Hai chị sống với nhau bao nhiêu lâu? Sống với nhau được cũng gần 10 năm ạ, 8 năm. Rồi. Hai vì hiện tại là anh chị có mấy con à? Mình có hai cháu, cháu lớn đang học năm 2 đại học. Cháu nhỏ đang học lớp 12. Cháu lớn đang học, là hai con là đang ở với chị đúng không ạ? Ừ, hai con ở với mình. Lý do anh chị ly hôn. Sao? Lý do gì mà hai anh chị ly hôn? Lý do hả? Thì không hợp nhau thôi. Không hợp nhau. Không hợp nhau mà cụ thể là gì chị? Nói chung là ông xã mình có cái nhược điểm là ông ấy đam mê cá độ bóng đá mà. Mình không hợp thì mình chia tay, mình không thể đáp ứng được thì mình chia tay thôi. Là chị mong muốn tìm kiếm mẫu người như nào? Nếu mà được cái tuổi 78 với lại 78 hoặc 75, hai cái tuổi thì càng tốt, còn không thì cái tuổi tác thì từ 45 đến 5 năm trở lại. Từ 45 đến 5 năm. Độc lập về kinh tế, độc lập về tính con cái thì mình không quan trọng, độc lập về kinh tế với lại thương yêu và chăm lo cho gia đình. Thương yêu gia đình. Rồi, về ngoại hình sao chị? Ngoại hình thì 1m65 trở lên. Rồi. Ok chị, thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên để mà nói chuyện với chị. Nếu mà tìm được cái người phù hợp hơn thì bọn em sẽ gọi điện lại cho chị nhá. Hiện tại chị đang ở Gia Lai à? Rồi, mình ở Gia Lai, ở Pleiku. Dạ vâng, Pleiku. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Rồi, cảm ơn nhé. Dạ. 1985, hiện tại bây giờ mình đang ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thì mình đã ly hôn được 4 năm và hiện tại bây giờ đang ở với hai bé, một bé học lớp 7, một bé học lớp 5. Bé của mình thì đang học nội trú. Còn công việc của mình thì đang là kế toán doanh nghiệp và đang kinh doanh tự do một số ngành hàng về mẹ và bé. Kế toán doanh nghiệp rồi. Chị Thơ có điểm mạnh, điểm yếu gì? Thì về cơ bản thì mình thấy rằng là về mình thì có một điểm mạnh đó là sống rất chân thành, ngay thẳng, và luôn
về mà đổi nội đổi ngoại thì mình cũng tương đối về tương đối cơ bản, và mình cũng luôn đặt mình vào vị trí của người khác để đúng là để dung hòa hơn trong các mối quan hệ trong cuộc sống. Rồi mình vị trí rồi điểm yếu của mình. Điểm yếu thì mỗi cái nhỏ nhỏ thì cũng có, cũng có, nhưng mà có lẽ cũng có thể đôi lúc nói hơi nhiều. Rồi hai anh chị sống với nhau bao nhiêu lâu ạ? Vợ chồng mình sống với nhau 11 năm. Sống với nhau 11 năm, có với nhau hai mặt con. Hiện tại anh còn về gặp con hả? Dạ, còn bình thường, nói chung là mối quan hệ của hai vợ chồng vẫn bình thường. Mình không đến được với nhau được, nó vẫn là bạn, vẫn cùng nhau quan tâm để chăm sóc con cái bình thường. Nhưng mà rõ ràng về cái tình cảm thì rất là rõ ràng. Dạ vâng. Mà lý do mà hai vợ chồng chị không bước tiếp được? Lý do đó là mình cảm thấy rằng là có những cái sự phù hợp đối với vợ chồng thì nó phải là có một cái sự tương đồng, một cái sự phù hợp thì mình mới đi với nhau được. Vâng, nhưng mà thì cụ thể của cái câu chuyện đó ấy, cụ thể. Cụ thể thì nói thật sự là vợ chồng mình cũng không có xích mích hoặc là ít khi mà gây tranh cãi nhau nhiều lắm, nhưng mà hình như là càng mà ít càng nói thì tự nhiên lại càng cảm thấy rằng là có thể là đôi lúc mà nói qua nói lại thì có thể nó dễ hơn, còn đây là ít nói nên từ từ rồi thấy cuộc sống, cảm thấy gia đình, cảm thấy nó nhạt hơn, và cả hai cảm thấy rằng là chia tay thì cuộc sống nó sẽ tốt cho cả hai. Kiểu như là Mỹ chia sẻ hoặc là có những cái bức xúc nào đó mình có để trong lòng đúng không? Ít chia sẻ, ít đồng cảm là cái sự tư. Là mình lại cái tư duy cách nhìn nhận á, nó không có đồng đều á. Không đồng đều rồi. Dạ, thế hiện tại thì chị mong muốn là tìm được một người bạn trai như thế nào? Dạ, thì hiện tại mình cũng mong muốn có một người là sâu sắc một chút, tính tình điềm đạm, phải có tính quyết đoán. Và nếu mà được hài hước nữa thì càng. Tính tình điềm đạm hài hước, rồi về công việc và tuổi tác. Tuổi tác thì mình ưu tiên cho những bạn là sinh năm 77 và sinh năm 81. 77 hoặc 81 rồi. Dạ. Công việc của chị mong muốn? Công việc muốn một cái công việc nó có thể là một công việc ổn định hoặc là kinh doanh về mặt hàng gì đó, nhưng mình lại không thích tài xế. Mình không thích ngành nghề tài xế. Dạ vâng. Còn rồi người đó mà có hoàn cảnh tương đối như mình, cũng có con thì ok không ạ? Ok, có con càng tốt. Mình cảm thấy bình thường. Dạ rồi. Về ngoại hình của chàng trai thì mong muốn sao? Ngoại hình thì đầu tiên là nó còn dễ nhìn thôi. Và quan trọng đối với mình đó là cái thần thái. Đó là cái thần thái, chứ nhiều lúc rồi trai quả mà thần thái không có cũng được. Quan trọng đối với mình là thần thái, là cái năng lượng mà toát ra khi mà mình trò chuyện hoặc là mình nhìn, mình cảm thấy có một cái năng lượng gì đó, mình cảm thấy thêm cho mình thêm cái động lực, cái mạnh mẽ hơn, và mình cảm thấy là tự hào về anh đó. Dạ vâng, có cái điều gì ở chàng trai mà chị không thích? Mình thích đàn ông khó tính, nhưng mà mình không thích gia trưởng. Mình không thích đàn ông dễ dãi. Mình không thích đàn ông là cái gì cũng được. Bởi vì mình muốn là một người đàn ông mà đó là một cái mẫu hình mà để mình có thể là nhìn anh ấy mà mình rèn luyện bản thân và cuốn vô khuôn khổ. Thì mình không có thích là dễ dãi quá, sao cũng được. Sống như vậy thì mình không thích, nhưng mà không được gia trưởng. Dạ vâng rồi. Ok, em cảm ơn chị anh dâu. Thì ngày hôm nay là buổi đầu tiên cắt tinh làm quen. Nếu mà chị được chọn và phù hợp với cái lịch ghi hình ấy, thì sẽ có một biên tập làm kỹ hơn nội dung với chị nhé. Yeah. Hôm nay mình đang làm da mặt nên cái da hơi bị sâu nên cũng hơi ngại. Yeah.
Chị giới thiệu về họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình. Chị xin được giới thiệu, chị tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Hoa, sinh năm 1982, quê quán Lai Tảo, Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội. Và hiện chị đang sinh sống và làm việc tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Công việc của chị là làm kế toán ở trong trường học, trường cấp 2 em nhé. Dạ, chị Hoa có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Chị thì cũng không có điểm gì mạnh đâu, nói chung là... Chị thì nói như nào nhỉ? Cũng như bản đăng ký thôi, thì chị thì... tức là có một tính là rất là chuẩn chỉ trong công việc thôi, chứ còn thì cũng không... Điểm vậy thì còn điểm yếu à? Chị chỉ thấy trong tính cách là trong làm việc hay là như thế nào nhỉ? Dạ, trong tính cách, trong làm việc, trong cuộc sống này, chị thấy có cái điểm gì yếu mà mình chưa có được như người ta. Đấy gọi là điểm yếu. Nói chung là chị không được may mắn thôi. Kém may mắn, số không được may mắn. Hay ít khi được may mắn trong cuộc sống lắm. Đó là điểm yếu. Chị thấy hơi buồn, tức là... lúc nào mình cũng rất là được như mong muốn của mình ý. Dạ. Về tình duyên của chị, tình trường của chị thì trải qua mấy mối tình rồi? Chị thì cho đến thời điểm này thì chị chỉ có mỗi một mối tình là với chồng của chị. Chị yêu và lấy người đấy chỉ là một thôi. Dạ. Hai anh chị sống với nhau bao nhiêu lâu? Chị sống được khoảng 14 năm thì là chị ly hôn. Kết hôn năm 2006 thì đến năm 16 thì chia tay. Là hai anh chị có cháu nào chưa? Chị được hai con gái em à. Có hai con gái. Rồi. Hai con hiện tại ở với chị hay ở với chồng? Hai con ở với chị. Các cháu lớn chưa? Các cháu đang học cấp 3 em, một cháu học lớp 10 và một cháu học lớp 11. Rồi, cái cháu học cấp 3. Vậy lý do mà mình ly hôn chồng cũ à? Lý do là bởi vì là chồng cũ có tính rất là gia trưởng, ích kỷ, nhỏ nhen hay chấp nhặt và vũ phu nữa. Nói chung và cũng không chia sẻ việc nhà với chị và không chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống đối với chị. Chị cứ thầm lặng một mình lo cho các con và chăm các con, cũng không đỡ đần gì cho chị cả. Dạ. Bây giờ chị mong muốn tìm một cái mẫu người như thế nào? Mẫu người thì chị cũng đăng ký ở trong bản đăng ký rồi em. Dạ bao giờ chị cứ nói lại cho em vậy. Mẫu người thì nó cũng đơn giản thôi. Có nghĩa là về mặt ngoại hình ấy thì là chị cao tận 1m7 cơ. Cho nên là chị tìm người thì ít nhất cũng phải 1m68 trở lên và cân nặng thì không nên gầy quá. Đấy là về hình dáng, vóc dáng em nhé. Dạ vâng. Hai là tính cách thì cũng phải hòa đồng và nói chung là tình cảm, sống phải tình cảm, có tình thương ấy. Đấy. Thứ ba là không có tính gia trưởng như người chồng cũ mà chị đã phải gặp và phải biết chia sẻ công việc với chị, từ việc nhà lẫn cuộc sống phải chia sẻ thì mới sống được với nhau em ạ. Còn không chia sẻ khó lắm, chả sống được. Dạ vâng. Thế thôi. Bên lại công việc ấy, công việc mà người chị tìm công việc của người đó thì ít nhất chị cũng không cần, quan trọng là phải là công chức hay là tự do, công việc gì cũng được, nhưng phải là một có công việc để làm ổn định và có thu nhập ổn định để sinh sống, để ổn định cuộc sống hàng ngày ấy em, chứ không phải bên nay có việc mai không có việc rồi thế nọ thế kia thì chị làm việc. Công việc phải ổn định và có thu nhập ổn định. Đấy, là như vậy. Dạ vâng, ok. Còn nếu mà chương trình mình quay trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì không biết là chị có sẵn sàng tham gia không ạ? Chị cũng sẽ sẵn sàng bởi vì coi như một chuyến du lịch đi em. Dạ, ok. Em cảm ơn chị. Thì thật ra là hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen để mình tìm kiếm những cái gạch đầu dòng đầu tiên đã.
Sau đó nếu mà tìm được người mà tương đối phù hợp rồi thì bọn em sẽ liên lạc và làm rõ nội dung hơn với chị nha. Và chị cũng muốn làm thêm một việc, thêm một cái nữa là quên, đó là tìm người đó thì người đó phải ở Hà Nội ấy em. Dạ vâng, em biết rồi. Ví dụ như ở anh chị ở ngoài đấy thì làm sao em đi vào trong này được? Dạ. Đúng rồi, chị có xem nhiều chương trình mình nhưng chị thấy gần như là khi vào gặp thì chị thấy cứ thấy hai người xa nhau xong bảo có đến được. Chọn thì không nói luôn được. Ví dụ như chị chọn đặt luôn là điều kiện người đó phải ngoài Hà Nội và ít nhất là nếu không phải Hà Nội thì cũng phải các tỉnh lân cận của Hà Nội ấy em. Dạ vâng. Được, các tỉnh lân cận Hà Nội được chứ không được xa hơn lân cận Hà Nội, bởi vì xa hơn là chị không muốn. Lân cận Hà Nội là chị đã cho khoảng vùng rộng hơn một chút rồi đấy, chứ còn đi trong Hà Nội là cũng được rồi. Trong Hà Nội thì nó rộng lắm em ạ. Dạ vâng. Thì là nó cũng được rồi, còn ngoài ra cũng có thể là trông trước là ở lân cận và độ tuổi thì kém chị ít nhất là 1-2 tuổi thôi, không thể kém hơn, và nhiều cũng không quá 15 tuổi đối với chị. Vâng ạ. Ok chị ạ, dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ. Thế chị nhá. Rồi, cảm ơn các em. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ. Em.